Thì hôm nay trước mặt mình đây là chiếc Kawasaki Z900. Z900 đã bán cho một người anh. Anh em thấy xe làm sao? Có đẹp không? Thì bây giờ mình sẽ lên mình phỏng vấn cái anh mua xe của mình, coi thử xe có đẹp không nha. Người thật, việc thật. Đấy. Anh cho bữa nay là anh tới đây là anh giao lưu với anh em mình luôn. Đừng có nói là mình sao không mời anh vô ngoài vô trong ngồi nha. Tại bởi vì ở ngoài đấy mát hơn. Ở trong đó nó hầm. Đó, thì sau khi anh lấy con xe này, anh cảm thấy sao? Có giống như là cái clip em gửi không? Cái này nói thiệt nha. Giống. Có điều sơn nó hơi bị trùng đúng không? Đúng rồi. Cái nào đúng tại sơn hơi bị trùng là em vệ sinh đó, nó trắng bóc sạch sẽ. À. Thì giao lưu với lại sẵn giao lưu với lại mấy anh em ở dưới tỉnh luôn. Với anh đồ. Đó là con xe này coi như là cái gì ta? Lời tình cảm đúng không? Đúng rồi. Lời tình cảm đó. Không có lời tiền bạc mà lời được cái tình cảm. Thì lần đầu tiên anh chạy con Z9 này anh thấy sao? Nó là ngon hơn Ben nhiều. Thì dĩ nhiên rồi, nó là xe Nhật với lại nó mắc tiền hơn. Nó là ba con Ben cộng lại á. Ở đó đó, ba con Ben cộng lại mới bằng con này. Đấy. Thì anh có thể đề máy cho mọi người xem kênh của em cái tiếng bồ SC được không? Được à. Rồi. Biết cách mở chìa khóa Kawa chứ gì? Biết. Kawa phải gật xuống. Lúc đầu anh không biết, anh tưởng nó cứng đúng không? Đúng rồi. Đó. Từ từ, giờ nó lên dầu thiếu rồi. Tiếng bồ SC tan nát tình làng nghỉ sớm. Anh nạt là nó ra lửa luôn á. Nó ra lửa. Anh thấy nó sao? Phấn khích không? Đã đúng không? Đúng rồi, đã. Anh năm nay nhiêu tuổi? Anh 35. 35 chạy con này là quá hợp lý rồi, quá đẹp. Thấy nó không có gì để chê hết. Có sẵn thấy không? Ốp carbon này nọ. Thì cảm ơn anh bữa nay đã đến tin tưởng em. Tin tưởng anh em này. Tuy nhỏ tuổi nhưng mà giúp đỡ anh em thôi. Nói chung có gì hết. Có gì em xuống xe đét thì anh mời em lại. Đó. Thấy không? Ken xà bang không? Phải nói là quá tuyệt vời. Vậy chắc đem đi đâu rồi? Dạ. Đó, anh em coi xe đi. Mọi người biết tại sao mà Minh phải xe đẹp không? Tại bởi vì Minh về Minh quay clip nữa mà xe xấu thôi anh em chửi mình chết. Thì lúc đầu anh tới tìm em á, anh có tin tưởng em không? Đó chứ. Hỏi thiệt á. Không tin tưởng đâu, có kiếm tới mình đâu. Rồi kiếm xe thấy hài lòng đúng không? Quá hài lòng. Em nói mới là mới. Để chúc em xịt miếng sơn, xịt sơn đứt chạy về. Rồi, cảm
cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Baker. Thì nói chung là anh em xem clip á, đừng có nói Minh chảnh hay là gì hết. Minh rất là hòa đồng, rất là vui vẻ. Mấy anh hai anh em là dầm mưa từ nãy giờ để chạy xe á, dầm mưa hai anh em ướt hết luôn. Nói chung là tại vì nhiều người inbox quá, em trả lời không kịp thiệt á. Em thấy không, cả ngày anh thấy em đi làm từ sáng tới chiều tối không, thấy không có thời gian luôn. Có nhiều người ta nói là em thì chảnh này nọ kia khác, nhưng mà thực sự là công việc quá nhiều, không có trả lời kịp anh em. Thì em chúc anh á là trải nghiệm với con xe này có những trải nghiệm tuyệt vời. Rồi chủ yếu là mình thượng lộ bình an, mình đi xe một cách an toàn. Con này có ABS trước sau thì nó an toàn hơn con Ben cũ anh. Mình chúc anh cái quán nhậu của anh kinh doanh ngày càng phát tài nha. Anh em tới ủng hộ. Anh em địa chỉ quán anh đâu? Ở ngay ngã ba Bác Hồ. Ngã ba Bác Hồ, chỉ ngang ngang xí nghiệp 26. Là ở đâu? Sa Đéc ta? Sa Đéc. Thành phố Sa Đéc luôn đó. Thì đó, anh những anh em chơi mô tô thì tới ủng hộ ảnh nha. Nói chung anh em mình là chơi mô tô biết nhau rồi, tới nhậu quán nhau thì sẽ vui vẻ hơn, mình có nhiều cái nói về xe hơn. Có cơ hội em sẽ xuống đó ủng hộ anh. Rồi. Vậy nha. Nói chung giờ anh em còn đang chờ cái làm ký giấy cái nữa xong rồi. Đấy. Rồi. Vậy bye bye mọi người nha. Nhớ subscribe và like cho kênh của mình nha, để cho những anh em khác tiếp xúc với mình nhiều hơn. Đó. Rồi. Bye bye. Bye bye xe.